càng thôi. Cà Càng. Soan và cà Nguyễn Văn Đạo, xinh gái bắn hay mỹ đậu như vậy, mặt đậu cười tít cùng mắt. lặng cùng lặng mấy hột xoàn ở cà để chuông anh ạ, để chuông anh kia bạn cái chuông chuông đi thì bảo lúc lắc lắc lên khen lên khen lên khen đến hột xoàn. Lan Anh, Tết này buồn gì phải đi lì xì mấy đứa nhỏ con. Vũ Bogo đâu rồi ta? Vô một phút lại. Nó chơi cầu lông nhiều, nhảy nhiều, lắc nhiều. Rất là đúng mà. Gây sự chú ý anh. Lên gây sự chú ý. À, mỗi lần mà nhảy lên quật. Mỗi lần nhảy quật cái kem. Đồng Xuân Tân, tài khoản đâu không thể hiện nữa nè. Làm đúng mời thủ. Lên kem. Nó đi bán cả lem hết chứ. Có nghe đã được 9 kill cũng được kèo á? Có, ai nghe cho kèo 10k một kill. Đợt em ra ngoài Huế em nghe người ta ra ông bán một thịt loại ơi, mà em hết hồn. Vãi trưởng 6,5 triệu xuống còn 6 triệu. Sợ thật. À xuống còn 5 triệu. Cái gì? Follow cái ở gì? Trên Instagram này. Follow của cái chữ ấy đây. Ai, hello. Ừ. Chán quá, mọi người chán quá rồi chị. Yeah. Lan Anh, tục là cái chắc ân ao góc người buồn quá. Awesome. Cho mọi người cho an toàn. Đông quá. Lan Anh, năm nay chắc Thái Lan top 1 con. Ồ sao ơi, ngày gần luôn đấy. Thái Lan top 2. Brazil top 1. Em không có máu. Em cũng không. Không có. Máu này, máu này, máu này. Ở giữa này. Sao đâu anh em ơi. Nghe anh ơi. Lan Anh, cưới xong rồi hả chị? Gần có. Watch out. Đây có này. Đừng quên trả kèo rồi nha nè, chúc em thêm góp một tháng. Ok anh, tên nha, cảm ơn anh nha. Awesome. Watch out. Xuống cảnh. Chắc là chút nữa em nhận được đấy. Cảm ơn anh Tân nhá, cảm ơn anh nhá. Chưa đâu, hello Sơn, hello anh. Hello anh Vinh nha. Bên này anh em ơi. Đấy. Như kiểu mình đeo nhầm, đeo ngược lên á. Ơ, sao cũng được. Nó cứ tự tắt kìa. Qua sau đẩy nè chị ơi. Yếu. Có thằng xuống kìa. Không, ra. Thường là phải có thật chứ. Thế là nó phải gần em. Con thằng một cái à? Con một đâu. Hai. Awesome.